Đông Tây. Đây là một ngôi chợ khá là nổi tiếng thuộc hàng có thể du lịch ở khu vực Gò Vấp của Sài Gòn. Ở phía trước đây đó là cái bãi xe này, và vì nó có một cái đặc trưng đó là chợ đêm hoạt động 24/24. Hôm nãy thì Lý Hương đi gửi xe thì chú bảo vệ nói là 6 giờ thì sẽ là lấy xe, nhưng mà khoảng 6 giờ thì sẽ có một ca nữa. Thì nếu như mà chúng ta đi chợ đêm, chúng ta vẫn có thể để ở đây và mọi người sẽ xét chúng ta thành hai vé. Chợ hoạt động từ ngày á, là từ 4 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều. Và ở đây thì kinh doanh đầy đủ tất cả những cái mặt hàng thiết yếu như là vải, quần áo, mỹ phẩm, giày dép, tạp hóa, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống. Bây giờ thì Lý Hương sẽ đi một vòng quanh cái căn nhà. Hiện tại bây giờ là khoảng 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Ở đây là bãi giữ xe, và kế bên bãi giữ xe thì có một số những cái quầy thức ăn. Đây là phía bên trong, phía bên hông. Ốc lưng đầy đủ các thể loại. Quần áo. Chút nữa thì mình sẽ đi vô cái khu vực ở trong phòng chợ xem cần hàng như thế nào. Bên đây là hàng đồ nhỏ. Kế bên thì có khá là nhiều những cái mặt hàng áo thun phụ nữ đẹp chưa. Đây là áo lặn. Rất là nhiều những cái mẫu mã. Ở đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi xung quanh một chút rồi sau đó sẽ đi vô trong lòng chợ ha. Giờ thì đã lên một số những cái ánh đèn rồi. Quay em đi. Quay em đi. Dở đây, dở đây. Rồi thấy rồi. Ở đây có bánh chén nướng, mắm ruốc, thập cẩm, hoa hoa 10k. Ồ, cái bánh tráng này nó lạ hơn cái bánh tráng trong đây ha cô ha. Lạ. Cái này nè. Bánh này bánh khoai rang nên thuận vô. À. Nó cũng luôn làm gì cô không yên thôi chụp hình. Dạ, con làm vlog về Sài Gòn thức ăn đường phố. Ăn đường dạ. Phố, bánh này ngon lắm cô. Đặc biệt. Khoai rang hương vị khoai rang, bánh nút khoai rang, bánh khoai rang đi vô. Dạ. Chắc có lẽ là thử một cái xem như thế nào. Đương nhiên. Đương nhiên. Đương nhiên phải thử. Rồi bây giờ cô làm cho con cái đi. Mấy cái này là xếp sẵn rồi ăn đúng không? Sẵn rồi ăn đó, sẵn ăn. Đáng lẽ là định đi quay chợ mà giờ đói bụng quá thôi ăn cái gì đó. Ở bên đây có hàng đồ. Trời ơi đồ quá trời là đồ luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một cái bánh tráng nướng, bấm ruốc, phan rang. Có 10 ngàn một cái thôi. Cô bán ở chợ thôi hả? Vòng vòng khu quanh chợ đây thôi hả? Cô bán thôi quanh quanh ở chợ đây cô. Dạ. Đi vòng
quán lâu chưa? Hát lâu rồi, mình chiếm đường của người ta, mình hát trong vài phút rồi mình tính. Nói chung là mình bán hàng di động phải không? À, bán di động mình mới đứng trên đường chỗ. Dạ. Rồi bây giờ để coi coi. Đó là mình chát mắm ruốc vô nè, sau đó rồi mình đập trứng sống hả? Trứng sống, gồm có trứng sống, trứng chín. Và trứng chín nữa. Rồi hành phi, hành lá. Ồ. Rồi gồm có đậu phụng, chút xíu xoài, ăn nó hơi chua chua. À, có xoài vô đây nữa hả? Có xoài nữa. Ủa, mấy bánh tráng nướng của mình như đâu có xoài đâu ta? Không có xoài, mà này bánh phan rang. Ngon lắm cô. Đúng rồi, nghe đó. Cái mùi mắm ruốc thì rất thơm, là thơm. Thơm ngon, đặc trưng của Phan Rang. Nướng trên lửa than nè. Ừ, nướng lửa than. Than đừng có cho có ngọn, có ngọn là ăn độc hại lắm. À. Chỉ có hơi nóng của than thôi. Wow. Làm sao mình giữ được nó không có cái ngọn lửa? Ngọn lửa mình không có cho nó hừng, mình không có cho nó gió lùa vô nhiều. À. Nhiều cái nó bắt cái ngọn lên. Mình chỉ nướng cái hơi nóng của than. Nướng hơi nóng của than thôi. Cho nên nó bánh nên nó chín giòn nó ngon. Dạ. Còn ở kia có ngọn vô nó cháy cái ngọn, bánh nó cháy nhưng mà nó không có giòn, không có chín. Dạ. À, cô bán lâu chưa cô? Cô bán lâu rồi mà cô lấy hết vòng vòng. Dạ. Cô chắc là người Phan Rang luôn á. Người Phan Rang khổ quá cô mới đi. Rồi bán là đỡ khổ hơn chưa? À, rồi bây giờ mình lấy một cái ăn thử ha. Rồi bây giờ mình lấy cho cô một cái ha. Dạ. Sau đó xịt tương ớt với lại cái gì trắng trắng mayonnaise hả? À, bơ. Mayonnaise. Ok, bây giờ thì sẽ thử cái bánh tráng bánh ruốc bánh rang. Cho mình đến nhà xíu. Đây, kế bên là cô chủ nè. À, một số những cái vị khách ở đây là nói là muốn tìm cô á là phải đi vòng vòng quanh. Phải xin số điện thoại mới gặp được. Yeah. Được, đương nhiên. Thật sự như vậy, phải xin số điện thoại. Đó, bây giờ cứ ăn thử đi. Cái này thì nó giòn. Giòn mà có hương vị thơm. Nghe ít mùi mắm ruốc. Mắm ruốc nó ngọt ngọt ha. Tại vì mình làm bánh, mình phải chế tạo cái mắm cho nó vừa ăn cái bánh, hiểu không? Dạ. Chứ nếu mà nhiều quá thì nó mặn quá, làm sao mà ăn được cái bánh. Tại vì trong bánh nó có nhân với gia vị. Bánh này giống như là mắm ruốc mình làm mình, qua quất có đường. Có, mắm ruốc ha, mình phải sơ chế nè, nào là tỏi, xả, ớt, phi cho nó thơm lên. Rồi mới bỏ mắm ruốc vô. Mắm ruốc vô cặm. Nói chung hết cái chợ đó mình cô bán khác rồi đó. Wow. Cô nhìn vô cái bánh tráng thấy có mè là biết của cô. Trời. Có mè mè dưới lại hình chữ nhật. Đúng rồi, còn mấy người kia là màu trắng. Màu trắng. Bánh khác. Ăn nó dở ờ. Nó khác nhau là do cái mè. Cái mè với lại cái bánh chứ. À. Cái khuôn bánh nó khác nhau hết. Cái khuôn bánh. Ừ, khuôn bánh. Nói chung là nhận diện á, ý của nó là nhận diện. Nhận diện á, nhận diện đúng rồi, nhận diện bánh hình chữ nhật. Với lại có mè. Rất ngon. Bây giờ nha, muốn tìm cô á, đang đi vòng vòng chợ Hạnh Đông Tây. Đúng rồi. Khoảng mấy giờ? Từ 4 giờ bắt đầu vô ra. 4 giờ. Bán tới mấy giờ? Hết giờ. 11 giờ. Đó, nguyên sắp luôn nè. 11 giờ đêm mới về nhà. À, nói chung là bán giờ chiều đến tối ha. À, giờ chiều đến tối khuya. Đó. Rồi. Đây, trả tiền. Trả tiền. Nè, cảm ơn con nha. Rồi, đó, ta ăn nó đi tìm cho cô. Rồi, đó, là những cái vị khách mà đi tìm. Nói chung là rất là ngon ha. Yeah. Nếu như mà ai muốn ăn bánh tráng Phan Rang thì có thể là đến chợ Hạnh Đông Tây. Gặp cô tên gì con? Cô Bảy bánh tráng. Cô Bảy bánh tráng, cô đi vòng vòng chợ Hạnh Đông Tây từ khoảng 4 giờ cho đến 11 tối, giờ 11 giờ. Rồi, ok, rất là ngon okay. Ha. Quá ngon. Đây nữa nè. Đó, nghe cô nói là ngày bán hơn 100 cái hả cô? Rồi ngày ra là có bán thêm cái gì nữa không? Không, sáng là cô phải đi chợ, giờ là cô phải bút thịt, rồi cô làm nhân là để chiều đi bán, tại vì có một mình đó. Dạ. Yeah.
bán bánh tráng nướng, bánh rút, bánh ra. Rồi phía sau chợ Thành Long Tây. Đây là một xe, nói chung là rong thôi, xung quanh chợ Thành Long Tây. Và cô nói là một số những cái bạn mà rất là nghiện cái món của cô á, thì thường là phải gọi điện trước. Nên bây giờ nếu như mà ai muốn thử ha, cái bánh tráng gọi là bánh tráng nướng mà cái vị của mắm ruốc Phan Rang này nọ đấy, thì có thể là alo cho cô ha, hỏi cô đi loanh quanh trong chợ Thành Long Tây ở Gò Vấp thôi. Đó, bây giờ thì Lê Hương nói là thôi cô cứ nói số điện thoại đây, biết đâu có người cần thì họ sẽ gọi. Cô đậu số điện thoại đi. 016 016 77 77 125 125 047 047. Ừ, rồi. Nó hơi dài. Con đọc lại nè. 016 125 016 77 125 047. Rồi, ok. Đó, nếu như mà ai thèm thử muốn ăn cái vị bánh tráng Phan Rang ha. À, bánh tráng nướng mắm ruốc Phan Rang. Đấy, thì có thể là đi alo cô. Có cái vị rất là đặc trưng ha. Rồi, ok. Rồi, ok, bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.